Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phao nha. Mình Đào Phao đây. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Mình Đào Phao chúc bà con, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, công việc thuận lợi may mắn nha. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, mình Đào Phao sẽ quay trở lại với giá cà phê và tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Hôm nay là ngày thứ hai thì giá cà phê và tiêu tại các địa phương các tỉnh sẽ có mua lên mua xuống tùy thuộc vào từng địa phương mọi người nha. Bây giờ mình mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu ngày thứ hai đầu tuần. Xin thử thay đổi như thế nào cho bà con tham khảo tiền đất rồi để mua bán như vậy hơn bà con nha. Sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021.